Có thể nói, việc đầu tư mở rộng nút giao giao thông đã tạo ra cảnh quan và mỹ quan vào cửa ngõ, kết nối giữa các địa phương. Tuy nhiên hiện nay tại một số nút giao trên địa bàn huyện Ân Thi, nguy cơ mất an toàn giao thông tại một số điểm giao cắt vẫn đang hiện hữu bởi còn nhiều bất cập tại nút giao giao thông này. Vòng xuyến lớn, đường lại hẹp khiến các ô tô lưu thông khi gần đến chỗ ôm cua chạy tốc độ lớn hoặc không chú ý quan sát rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tại vòng xuyến cách đó chỉ vài km, một vòng xuyến thuộc xã Đà Lộc, huyện Ân Thi đi Tống Phan, huyện Phù Cừ, hướng đi Thanh Miện, Hải Dương. Do vòng xuyến góc cua quá rộng, đường hẹp, dân bản địa thì quen, còn các phương tiện được khác đi qua đây hầu như bị mất phương hướng do khi vào vòng xuyến không có biển chỉ dẫn hướng đi, nên thuận ai nấy đi. Trong vòng một năm trở lại đây, tại vị trí này đã có ít nhất 3 vụ tai nạn khiến 2 người chết cùng rất nhiều vụ va chạm giao thông khác. Hơn một năm nay chúng tôi thấy có cái hiện tượng như vậy là một vài vụ như vậy là đi đến tai nạn. Thế thì chúng tôi thấy cái độ vòng cua không hợp lý, tức là vòng cua sang bên Hải Dương ấy. Thứ hai nữa là vòng cua về cái làng Đa Lộc là nó chưa hợp lý. Thế cái độ vòng cua thế này như vậy là gấp quá. Đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này, ông Đặng Đình Phương cho biết nhiều vụ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm, đường không có đèn, tầm nhìn hạn chế, bất cập nhiều trong quy hoạch điểm vòng xuyến mà nhiều lần cử tri đã kiến nghị. Cái điểm giao thông này thì nó có mấy cái như thế này. Cái thứ nhất là một là biển báo là không có này, hai là cái độ cua của cái vòng để mà cái đường mà để mình gì nó hẹp, phần thứ hai nó không rõ ràng. Thực ra nó như cái vòng xuyến ở mình chỉ thì nó tạo lên có một cái đường nó chặt, nhưng mà riêng cái vòng xuyến ở Đa Lộc là mấy vụ tai nạn rồi. Cái hình như tạo lên một cái đường vòng cung để từ đường nọ sang đường kia ấy, nó vẫn bất cập ở cái điều gì đó. Thế cũng mong là làm sao cấp trên, tức là có một cái giải pháp gì đó để nghiên cứu, để tạo cho một cái đường vòng xuyến là cho nó một là biển báo an toàn này, hai là trong cái độ cua của các từ làn này chuyển sang làn kia nó rõ ràng hơn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hầu hết các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm về tốc độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. Trong 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Ân Thi đã xảy ra 16 vụ khiến 5 người tử vong và 11 người bị thương. Trên thực tế hiện nay, việc điều tiết giao thông bằng cách đi theo vòng tuyến tại một số vị trí còn nhiều bất cập. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng cần bổ sung đầy đủ hạ tầng giao thông như biển báo, gờ giảm tốc, thậm chí đèn tín hiệu để người dân đi lại an toàn.